Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF hiện đang cân nhắc thể thức thi đấu của giải trước những diễn biến nguy hiểm của dịch COVID-19 tại các quốc gia trong khu vực. Hiện có hai phương án tổ chức vòng bảng là tổ chức thi đấu tập trung ở hai điểm hoặc chọn một quốc gia đăng cai hai bảng đấu. Mặc dù vậy, hiện AFF vẫn chưa tìm được quốc gia nhận đăng cai. Thậm chí, phương án lựa chọn một quốc gia ngoài khu vực Đông Nam Á để tổ chức giải cũng đã được tính đến. Trước đó, sau nhiều lần bị hoãn lại, AFF gần nhất đã quyết định tổ chức AFF Cup 2020 vào ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành đội giữ chức vô địch với thời gian lâu nhất. Trong khi đó, huấn luyện viên Phạm Minh Giang mới đây đã công bố danh sách 22 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho World Cup Futsal. Theo danh sách này, đã không có bất cứ sự thay đổi nào so với lần tập trung chuẩn bị cho trận playoff tranh vé dự vòng chung kết Futsal World Cup 2021 với Lebanon. Đây là điều không bất ngờ khi giải Futsal vô địch quốc gia vẫn chưa thể trở lại, khiến huấn luyện viên Minh Giang không thể kiểm chứng phong độ của các cầu thủ khác. Vì vậy, việc tiếp tục gọi những gương mặt cũ là phương án an toàn. Tại V-League, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã xác nhận tiền vệ Tuấn Anh đã bình phục hoàn toàn chấn thương cổ chân gặp phải tại vòng loại thứ 2 World Cup. Tiền vệ quê Thái Bình đã tham gia đầy đủ các buổi tập của đội bóng phố núi và tham gia thi đấu đối kháng nội bộ hôm 16 tháng 7. Đây là tin vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong bối cảnh vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang tới rất gần và Hùng Dũng chắc chắn chưa thể tham dự do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã cho các cầu thủ tạm nghỉ đến hết tháng 11. Sau những diễn biến từ VPF trong việc đưa giải đấu trở lại vào năm sau, các cầu thủ nội dù được nghỉ nhưng họ cũng không thể về nhà, trừ các cầu thủ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do vì dịch COVID-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh nên tại đây hiện đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bên cạnh đó, những người về từ Thành phố Hồ Chí Minh hầu hết đều phải bị cách ly tập trung tại các địa phương. Chưa kể, do gần khu nhà ở của câu lạc bộ đang có người bị dương tính với COVID nên các cầu thủ đang bị cách ly bắt buộc trong 14 ngày.